Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 500 ha tại ba xã là Diễn Phú, Diễn Thọ và Diễn Lộc. Phạm vi dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, đất trang trại và đất phi nông nghiệp khác. Hiện huyện Diễn Châu đang đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, kịp thời giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ khởi công dự án. 100% đất nông nghiệp với diện tích 47 ha của xóm 3 xã Diễn Phú đều nằm trong dự án khu kinh tế Thọ Lộc, khiến người dân nơi đây không khỏi băn khoăn lo lắng về vấn đề việc làm cũng như môi trường sau khi dự án triển khai xây dựng. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng đó của người dân, chính quyền xã đã phối hợp với đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những thắc mắc kiến nghị, đặc biệt giúp người dân hiểu rõ những lợi ích khi dự án đi vào hoạt động, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Thì được sự tuyên truyền của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương thì người dân cũng là hiểu rõ được đây là cái chủ trương lớn nhằm nâng cao cái đời sống của nhân dân. Cho nên cái sự đồng tình của nhân dân cũng rất là cao. Trong ba xã nằm trong phạm vi dự án, xã Diễn Thọ có diện tích đất thu hồi nhiều nhất với 340 ha. Quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng ở đây cũng gặp không ít khó khăn do đa số người dân thắc mắc về giá đất, khung giá đền bù giữa người bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các chế độ hỗ trợ sau khi thu hồi đất. Hiện nay thì xã đang tiến hành các bước theo quy trình để rồi là thu hồi đất 9,1 ha, tiến hành họp với các xóm để rồi nắm tâm tư nguyện vọng của bà con, xin ý kiến của bà con và đặc biệt là có những cuộc đối thoại để rồi là bà con đồng tình. Bây giờ lấy thì là chắc chắn hơn. Và hoang mang cái đó là không có gì sai cả. Vấn đề thứ hai là cái giá cả. Thì theo như cái chỗ anh ở bên tỉnh giải thích thì cũng đúng thôi. Xác định việc đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, huyện Diễn Châu đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân, chia sẻ trách nhiệm nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở tất cả các khâu, từ đo đạc thực địa, ký kết quả đo đạc, hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, phục vụ lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, trước mắt, huyện Diễn Châu đã lấy ý kiến người dân đồng thuận diện tích thu hồi 9,1 hectare đất để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án vào tháng 5 tới. Để đảm bảo cái tiến độ của cái dự án này thì Ủy ban nhân dân huyện Châu đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng và các phòng chuyên môn tham gia cũng đã tích cực để làm nào đúng tiến độ để sắp tới đây Thủ tướng Singapore cùng với Thủ tướng Việt Nam về sẽ có cái động thổ khai trương cái khu kinh tế Thọ Lộc và để triển khai đúng cái tiến độ. Công tác vận động trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, đi trước mở đường nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, đảm bảo tiến độ triển khai dự án khu kinh tế Thọ Lộc, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.